Ở nước ta, người Mông có dân số khá đông, vào khoảng gần 600.000 người. Người Mông thường nói, cá ở dưới nước, chim bay trên trời, chúng ta sống ở vùng cao. Và con chim có tổ, người Mông ta cũng có quê, quê ta là Mèo Vạc. Với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, người Mông đã biến những vùng núi cao thành nơi sinh sống, quê hương xứ sở của mình. Hiện nay, người Mông cư trú tập trung ở vùng núi cao thuộc các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La. Người Mông có nhiều tên gọi như Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Đỏ, Mông Đen, Mông Mán. Quá trình di cư của dân tộc này cũng là quá trình đấu tranh chống áp bức bóc lột, chinh phục tự nhiên, tìm đến một cuộc sống tự do, công bằng. Dưới chế độ cũ, người Mông đã cùng các dân tộc anh em nhiều lần đứng dậy đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chống áp bức bóc lột. Tiêu biểu là các cuộc nổi dậy ở Bắc Hà, ở cao nguyên Đồng Văn, Sơn La và Lai Châu vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào đã tham gia chống bắt phu ở Cao Bằng, tham gia vào các tổ chức cách mạng và kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Người Mông sinh sống ở các vùng núi cao, thường là những sườn núi, thung lũng ở độ cao 800 đến 1.500 mét, địa hình hiểm trở. Do đặc điểm sinh sống như vậy nên đồng bào có rất ít ruộng nước. Trên những mảnh ruộng bậc thang được khai phá sau vụ lúa, họ còn trồng nhiều loại hoa màu. Cuộc sống của người Mông chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp, nương rẫy. Trên nương, ngoài ngô lúa là các cây trồng chính, còn có mạch ba góc, ý dĩ, khoai và nhiều loại rau đậu, cây thuốc. Đồng bào có nhiều kinh nghiệm về canh tác trên đất dốc, cày ải qua đông, xen canh gối vụ, chọn giống, dùng phân bón. Nhưng nhìn chung, tập quán sản xuất vẫn còn lạc hậu. Các loại cây trồng thường cho năng suất thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống ở một số vùng đồng bào dân tộc Mông bước đầu đã có những chuyển biến tốt. Một nguyên nhân cơ bản dẫn đến khó khăn của đồng bào là cuộc sống du canh du cư. Hiện nay ở nhiều vùng thuộc các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, v.v. đã xây dựng được các điểm định canh định cư. Tại các khu vực này, cuộc sống của đồng bào có chuyển biến rõ rệt. Nhờ có sự thay đổi về nhận thức và được sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền các cấp trong việc đầu tư vốn, hướng dẫn chuyển giao những tiến bộ mới về trồng trọt và chăn nuôi, nên người dân đã yên tâm với cuộc sống tại các vùng định canh định cư. Ở nhiều vùng đã thực sự mang lại cho người dân một cuộc sống ổn định. Nếu có dịp đến những vùng định canh định cư của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào mùa mận tam hoa, các bạn sẽ tận mắt được chứng kiến nhiều đổi thay diệu kỳ đang diễn ra ở đây. Số hộ gia đình có thu nhập từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi năm ngày càng nhiều lên. Những vùng đất trước đây bỏ hoang nay đã được phủ xanh bằng cây mận. Và cây mận của đồng bào Mông đã trở thành một nguồn thu chủ yếu của huyện vùng cao này. Ngoài trồng trọt thì chăn nuôi của người Mông cũng khá phát triển, nhất là các loại gia súc như trâu bò, lợn ngựa. Đối với người Mông thì trâu bò dùng làm sức kéo, ngựa để thổ hàng, và nếu ai không nuôi lợn đều bị coi là không phải là người Mông. Làng của người Mông thường có khoảng vài chục nhà, gồm những người trong một hay nhiều họ. Có người đứng đầu được cử theo chế độ luân phiên. Cũng có nơi người đứng đầu làng là người đứng đầu dòng họ đông người. Cách xây dựng nhà của người Mông tương đối thống nhất. Nhà thường là ba gian hai trái, gian giữa đặt bàn thờ, hai bên là bếp và buồng ngủ. Mỗi nhà thường mở từ 2 đến 3 cửa. Thường ngày, mọi người trong gia đình, nhất là phụ nữ, chỉ đi lại bằng cửa phụ. Nhà ở cũng là nơi để lương thực, nhưng cũng có nơi lại làm kho lương thực riêng ở cạnh nhà. Người Mông quan niệm rằng các dòng họ của mình sinh ra từ một ông tổ. Các dòng họ phổ biến là Giàng, Thào, Lù, Vàng, Thèn. Đồng bào cho rằng những người cùng dòng họ là những người anh em cùng tổ tiên, có thể đẻ hoặc chết trong nhà của nhau mà không sợ tổ tiên trách cứ. Người cùng họ phải luôn cưu mang nhau trong cuộc sống. Ngoài sản xuất nông nghiệp thì người Mông còn biết nhiều nghề khác như đan lát, làm giấy bản, làm đồ da thắng ngựa, đồ trang sức bằng bạc. Đặc biệt người Mông có trình độ rèn đúc khá cao. Tất cả các nông cụ đến nhiều loại đồ dùng, vũ khí bằng sắt thép đều do họ tự rèn đúc. Ngày nay, các sản phẩm rèn đúc của họ không chỉ được tự sản tự tiêu mà đã mang ra đến chợ để phục vụ cho người tiêu dùng. Thêu thùa là một nghề rất phổ biến với người phụ nữ Mông. Ngay từ khi còn nhỏ, các cô gái đã được dạy thêu. Họ dành hầu hết thời gian rỗi vào công việc này. Từ những thứ váy áo mặc thường ngày đến những trang phục trong ngày cưới, ngày Tết,
đều do bàn tay khéo léo của họ tự tạo ra. Ở một số vùng như Sapa, Bắc Hà thì bước đầu đây cũng trở thành một nghề mang tính sản xuất hàng hóa. Tùy theo từng vùng, trang phục của người Mông cũng có những điểm khác nhau, nhưng nhìn chung trang phục truyền thống của phụ nữ khá độc đáo và nhiều hình vẻ, bao gồm váy, áo cánh, áo xẻ ngực, thắt lưng, khăn quấn đầu, váy hình nón cụt được xếp nếp và xòe rộng. Khi đi, váy đung đưa, lượn sóng, nhưng cũng có loại váy ống khi mặc xếp ở hai bên hông. Áo váy được trang trí theo nhiều cách khác nhau, tùy theo mỗi nhóm. Phụ nữ và đàn ông ở Sapa còn mặc áo khoác ngoài không có tay, cổ đứng trang trí hoa văn. Váy của người Mông trắng được làm bằng lanh trắng. Váy của người Mông hoa có màu tràm, có thêu hoặc in hoa văn bằng sáp ong ở gấu váy. Tuy có những điểm khác nhau, nhưng nhìn chung trang phục của người phụ nữ Mông phong phú về hình loại, đặc sắc về hoa văn, với hình con ốc, hình vuông, hình quả chám, hình chữ thập. Đối với người Mông thì trang phục vừa thể hiện sự khéo tay và cũng là niềm tự hào của họ. Những hình ảnh này các bạn có thể bắt gặp ở một phiên chợ quê nào đó. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Chú lợn này không được mang ra chợ bán, mà là đồ dẫn cưới của nhà trai mang tới nhà gái. Trước đây, hôn nhân phụ thuộc vào số lượng bạc trắng, thịt, rượu. Và người Mông còn có tục cướp vợ. Hiện nay ở một số vùng còn có tục kéo vợ, nghĩa là người con trai tổ chức kéo người con gái đã đồng tình về nhà mình trước khi cưới. Tuy vậy, việc ăn hỏi theo tập quán vẫn là chính. Trong quan hệ gia đình và hôn nhân, bà cô, ông cậu có vai trò quan trọng. Theo phong tục, con dì, con già, con cô, con cậu được lấy nhau. Con gái sau lễ cưới được coi thuộc hẳn về nhà chồng. Nếu muốn về thăm bố mẹ đẻ, phải có chồng cùng đi mới được coi là hợp phong tục. Vợ chồng người Mông thường gắn bó với nhau khi đi chợ, cũng như khi đi nương, khi thăm họ nội cũng như họ ngoại. Trên đường đi, chồng trước, vợ sau như hình với bóng. Người Mông thường ăn ngày hai bữa, vào ngày mùa ăn ba bữa. Thức ăn chính là cơm hay bột ngô đồ. Thực phẩm có rau, đậu, vào dịp Tết hay khi có khách thì có thịt lợn, thịt gà và nhiều loại bánh. Người Mông họp nhiều phiên chợ trong một tháng, một năm, nhưng vui nhất là những phiên chợ Tết, chợ mùa xuân, vì sau phiên chợ, người ta có thể cùng nhau dự hội chơi núi mùa xuân để gặp gỡ, để giao duyên qua tiếng khèn, tiếng sáo. Từ hôm trước, người và ngựa từ khắp các ngả núi đổ về chợ. Các cô gái váy thêu rực rỡ, các chàng trai đi ngựa mong chóng đến lúc thi tài để được lọt vào mắt xanh của các cô gái. Gọi là chợ, nhưng mua bán chỉ là phụ, mà đua tài, giao tiếp và ăn uống là chính. Chẳng ai đưa hàng xấu về chợ, muốn mua tha hồ thử. Có thể ăn thử nhiều, nhưng chỉ mua một, người bán vẫn vui lòng. Muốn mua một con dao tốt, người mua tha hồ mà băm vào đá. Con nào không mẻ thì hãy mua. Số tiền có được trong ngày chợ, người Mông phục vụ ngay cho những cuộc giao tiếp ở chợ. Vài chén rượu, một bát thắng cố là những thứ không thể thiếu trong những cuộc vui như thế. Khi tan chợ,
cũng là lúc các chàng trai cô gái đã bén duyên nhau, và đây cũng là lúc mở đầu cho hội chơi núi. Có rất nhiều trò chơi được diễn ra, sau đó từng tốp hoặc từng đôi tách ra tỏ tình với nhau qua tiếng khèn, tiếng sáo, và đâu đó tiếng hát thỉnh thoảng lại vang lên. Thank you.
khi có tiếng khèn vang lên ở đâu đó, hình như đấy không chỉ là âm thanh được cất lên từ một loại nhạc cụ độc đáo, mà còn là âm điệu của núi rừng, của sông suối, những địa bàn sinh sống quen thuộc của người Mông. Từ rất lâu, thổi khèn và múa khèn đã trở thành một sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Mông. Loại hình văn hóa này xuất hiện từ bao giờ? Thật khó mà có người Mông nào trả lời được câu hỏi này. Người Mông có truyền thuyết rằng, ngày xưa có năm anh em sống trong cảnh yên vui đầm ấm với cha mẹ. Một hôm, ma nhà trời đến bắt người cha đi. Các con kêu khóc thảm thiết, khóc mãi, cạn nước mắt, khàn cả tiếng mà vẫn chẳng thấu trời. Năm anh em rủ nhau vào rừng, đẵn trúc làm sáo, thổi sáo thay tiếng khóc. Sáo anh cả dài nhất, sáo anh hai ngắn hơn. Cứ thế, sáo theo thứ bậc mà ngắn dần và sáo em út ngắn nhất. Mỗi người một sáo nên tiếng thổi yếu ớt, lẻ tẻ. Họ bèn chắp năm ống sáo lại trong một cán gỗ rỗng, thông năm sáo với nhau. Đó là tiếng khóc chung của năm anh em nhà nọ. Họ đặt tên cụm sáo là khèn. Và từ đấy, cứ mỗi lần nhớ cha, họ lại đem khèn ra thổi. Khèn có nhiều loại, của người Mông, Thái, Lào. Mỗi loại của một dân tộc đều có đặc điểm cấu tạo riêng biệt, nhưng đặc điểm chung nhất thì đây là loại nhạc cụ thuộc bộ hơi có cấu trúc khá phức tạp, gồm nhiều ống trúc xếp cạnh nhau. Một đầu cắm xuyên qua bầu gỗ hình bắp chuối làm hộp cộng hưởng. Từ xa xưa đã có hai loại khèn có bầu dài như khèn của người Mông và loại khèn bầu ngắn như khèn Thái. Khèn Mông thường có 5 hoặc 6 ống. Có thể khẳng định được rằng chiếc khèn vốn ra đời từ nhu cầu tình cảm của cộng đồng, tất nhiên được sử dụng và phát triển theo nhịp tình cảm của cộng đồng. Vùng Tùa Chùa Lai Châu là nơi làm khèn nổi tiếng. Người Mông ở nhiều vùng khác thường đến mua khèn ở Tùa Chùa. Mỗi cây khèn được làm trong vài ngày và bán với giá trên dưới 100.000 đồng một chiếc. Những chiếc khèn được trang trí hoa văn công phu có giá tới vài 100.000 đồng. Một cây khèn tốt thì thân phải làm bằng gỗ pơ mu, cắt gọt đánh bóng rất công phu. Sau đó được chêm vào 5 hoặc 6 ống nứa trúc hay sặt to, nhỏ, dài ngắn khác nhau. Trong các ống đều ghép lá đồng mỏng và dẻo. Cái giỏi của người làm khèn là ở chỗ đúc ép được những lá đồng cực dẻo, có độ rung và bền. Riêng ống to nhất trong số các ống sáo đó là 3 lá rất mỏng bằng nhau và cùng một âm. Tạo ra được một cây khèn hay đã khó, nhưng để có được một người sử dụng thành thạo cây khèn đó, biến thổi khèn và múa khèn thành một loại hình nghệ thuật vừa dân dã lại vừa độc đáo thì còn khó hơn nhiều. Với người Mông, học khèn là môn học rất khó. Thường các gia đình chơi khèn truyền thống dạy lại cho con cháu. Đặc biệt, các cô gái ngưỡng mộ những chàng trai thổi khèn giỏi, sẵn sàng tìm đến để tình tự với người sử dụng nó. Vì thế, người Mông còn dùng tiếng khèn để giao duyên trai gái và làm đạo cụ cho những điệu múa khèn. Thoạt tiên, nhiều ống sáo chắc lại tạo nên một âm vực phong phú hơn. Theo tiếng nhạc, người thổi khèn bước đi nhún nhảy. Theo nhịp thôi thúc của tình cảm, dần dần họ nhảy, họ quay, họ đá chân. Đó hẳn là bước đầu của múa khèn Mông. Về sau, thói quen được cố định và trở thành nhu cầu. Người ta không thể thổi khèn mà không múa nhảy. Khèn trở thành nhạc cụ độc đáo, tiếng nói tình cảm của cộng đồng. Và hơn thế nữa, vừa là đạo cụ, nhạc đệm, vừa là linh hồn của múa khèn. Người Mông có bao nhiêu bài khèn thì cũng có bấy nhiêu lối múa khèn. Người thổi khèn phải khỏe, nhiều hơi. Khi thổi phải múa và nhún chân quay nhịp nhàng theo nhịp khèn. Miệng khèn luôn luôn gắn chặt vào môi. Chỉ sai một nhịp, âm điệu sẽ đứt đoạn, coi như bài khèn hỏng. Cái đặc biệt của khèn Mông là rất nhiều âm sắc. Cái thanh trầm bồng do âm thanh phát ra từ những ống sáo cuốn hút người nghe đến nao lòng. Có lẽ chính vì vậy mà ước mơ của bao cô gái Mông là lấy được người chồng giỏi thổi khèn. Nơi chợ búa, trên nương rẫy, trong những ngày hội, lúc vui khi buồn, trong nhà có người mất,
người Mông đều thổi khen và múa khen. Tùy hoàn cảnh, họ có những bài khen và lối múa khen khác nhau. Nhưng những bài khen hay, lối múa khen đẹp phải kể là khi được diễn ra trong sinh hoạt vui chơi, lúc nam nữ tỏ tình. Đáng chú ý nhất là các chàng trai chưa vợ trình diễn trước các cô gái. Động tác khen của họ rất điệu nghệ, biểu hiện tài khéo léo, mang vẻ khỏe đẹp, sức hấp dẫn của chàng trai đó. Từ bao lâu nay, cây khen đã gắn bó với cuộc sống của cộng đồng người Mông. Thổi khen và múa khen đã trở thành một loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần tạo nên một nền tảng văn hóa truyền thống vô cùng quý báu của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Rồi đây, những tiếng khen sẽ tiếp tục vang lên trên khắp miền núi rừng biên cương của Tổ quốc, như một biểu tượng cho sức lực và trí tuệ của cộng đồng dân tộc Mông, những người đang ngày đêm gắn bó với những dòng sông, con suối, với một vùng rừng núi rộng lớn của Tổ quốc. Dân tộc Mường